biển bị con người ăn thì giết hại đã lên đến con số 330 tỷ. Toàn thế giới mỗi năm có 1,8 tỷ gia súc chết dưới tay con người, 22,5 tỷ chim, gà và những gia cầm khác, cộng với một triệu tỷ con cá. Căn nguyên của tai nạn và bệnh tật Xin hãy trân trọng sinh mạng Xin đừng giết hại động vật Tập 4 Người phỏng vấn Cô Đinh Gia Lệ Khách mời Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không Ngày 21 tháng 4 năm 2012 Tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Con xin kính chào Sư Phụ Thưa Sư Phụ, chúng ta tiếp tục buổi phỏng vấn Nghe người già nói nợ âm trả dương thật dễ dàng quá kiếp trước chúng ta giết một con bò giết một con heo hiện tại chúng ta thả một con cá hoặc là một con chim thì có thể xóa bỏ nợ cũ rồi có phải như vậy không ạ à? không thể không thể nào làm sao có thể xóa bỏ được chứ tội phước đều không có đạo lý xóa bỏ nợ cũ như vậy bạn tu phước nhất định sẽ hưởng phước bạn tạo tội cũng nhất định sẽ phải chịu tội chỉ có thời gian nhân duyên khác nhau mà thôi. Thí dụ tôi bây giờ cố gắng hết sức tạo phước, phước báo rất lớn. Phước sẽ hưởng trước. Tội để sang một bên. Hưởng phước xong rồi thì tội sẽ đến. Phải hiểu đạo lý này. Tôi không ngừng tu phước, tôi ngày ngày đều tu phước. Tội báo này sẽ luôn bị lùi về phía sau. Không thể xóa bỏ được. Không thể xóa bỏ nợ cũ à? Không thể. Cho nên vấn đề này cần phải lưu ý không thể xóa bỏ được, không thể xóa bỏ, đúng vậy, không thể xóa bỏ được. Thưa sư phụ, con đã từng tham gia phóng sanh, đến nơi thấy họ làm rất nhiều nghi lễ phức tạp, kết quả là rất nhiều tôm cá bị ngộp chết. Những người đi theo phóng sanh rất là phiền não. Thưa sư phụ, ngài cho là làm như thế nào mới có thể như pháp ạ? À? Khi phóng sanh mua các con vật? như định phải còn rất khỏe mạnh phải quan sát xem chúng thật sự có thể tiếp tục sống được thì bạn mới mua chúng nếu chúng bị thương quá nặng thấy chúng không sống được nữa thì chúng ta nói thầm thọ tam quy y cho chúng khuyên chúng niệm phật cầu sanh tịnh độ như vậy thì đúng Nghi lễ phóng sanh quá dài Quá rườm rà Đây quả thật là vấn đề Thời xưa Cổ Đại Đức định ra nghi thức này Lúc đó họ biết được Phóng sanh lúc đó khác với bây giờ Không có số lượng lớn như vậy Cũng không có nhiều người Cũng không có chúng sanh nhiều như vậy Cho nên đều phải hiểu quy tắc này Nghi thức cũng không thể kéo dài Phải nhanh chóng kết thúc Bạn kéo dài Rất nhiều con vật chết trong thời gian kéo dài lê thê đó Nên đều là tạo tội rồi Chúng con đã từng bị qua rồi Cũng là tạo tội nghiệp đúng không ạ? À? Đúng vậy, không sai Bạn có lỗi với chúng Có khi chúng con Vì để hoàn tất nghi lễ mà không quan tâm đến cảm nhận của động vật thực ra chúng ở trong đó ngột ngạt khó chịu biết bao không sai vì gì phóng sanh cần phải giống như loài sống dưới nước vậy khi đến bên sông thì lập tức thả chúng ngay lập tức thả chúng ngay ạ à. sau đó mình mới ở bên sông lập lễ là được rồi phải không ạ à? không sai con có nghe một câu chuyện có một người mua một con gà đông lạnh về hầm ăn thế rồi con gà này nhập vào người nói với anh ta là anh ăn thịt tôi tôi nhất định phải trả thù anh người này liền giải thích anh à, ta nói đâu phải là tôi giết gà đâu Con gà đó nói ăn là ăn, giết là giết Giết tôi thì tôi sẽ trả thù Ăn thịt tôi thì tôi cũng phải trả thù Người bị nhập này lời nói có đáng tin hay không sư phụ Đáng tin Quá thật là như vậy Người nào nợ thì đòi người đó Không sai Nhưng các con vật này Cũng không phải hoàn toàn giống như vậy Có con chúng chuyên tìm người giết chúng còn giống như con này thì giết hay ăn nó đều tìm, đều hận rồi. Tâm sân hận quá sâu nặng, đúng rồi. Vì chúng ta vô tri, chúng ta cả đời này chú ý hoặc cố ý sát hại đắc tội với chúng, làm hại hay ăn thịt quá nhiều động vật như vậy. Thưa sư phụ, chúng ta phải làm sao để bù đắp đây? Cách duy nhất là niệm Phật hồi hướng cho chúng. Niệm Phật hồi hướng cho chúng, đúng vậy nhớ không nổi nhiều như vậy thế thì chúng ta hồi hướng hết cho những chúng sanh có duyên với mình vậy chúng sanh có duyên với mình bao gồm cả động vật bị mình sát hại không sai bao gồm cả những chúng sanh bị ăn bị giết cố ý giết hại hay là vô ý giết đều bao gồm ở trong đó tất cả những chúng sanh có duyên mỗi ngày đều hồi hướng cho chúng hồi hướng niệm phật hồi hướng cho chúng đúng vậy chúng tôi giảng kinh cũng vậy Mỗi khi kết thúc buổi giảng kinh đều có hồi hướng. Thưa sư phụ, nói đến việc niệm Phật này, trước đây có rất nhiều người tu hành đã lâu, lão Bồ Tát gì đó, họ cho rằng bây giờ phải nên tụng thêm kinh chẳng hạn. Không cần. Không cần thiết. Phải biết là tổ sư đại đức trước giờ dạy chúng ta, tụng kinh không bằng trì chú tùy chú không bằng niệm Phật Đối với quỷ thần, thần linh Càng đơn giản càng có hiệu quả Nhất là danh hiệu a di đà Phật này Công đức không thể nghĩ bà Nghĩa là câu Phật hiệu này đã bao gồm công đức của tất cả kinh chú rồi Cho nên mình niệm một câu a di đà Phật Tức là niệm tất cả rồi, không sai đây là điều mà rất nhiều người không biết rất nhiều người không tin muốn tham nhiều không sai cảm thấy mình niệm một câu phật hiệu hình như là vẫn không đủ phải thêm chút gì đó quan trọng nhất là thành tâm thành tâm tính tâm chân thật tâm nguyện chân chánh điều này rất quan trọng thưa sư phụ hiện nay thời tiết mây đen khói bụi mù mịt nó là oan hồn của rất nhiều động vật Chúng con ngày đêm phát chương trình giảng kinh của Ngài Hiện nay trong nước có rất nhiều máy phát kinh Phát kinh 24 giờ đồng hồ Họ nghe Có thể nhận được lợi ích không ạ? À? Có thể, có thể nhận được lợi ích Mỗi khi chúng con phát thì phải mời họ đến đúng không ạ? À? Phải mời họ đến, phải mời họ, đúng vậy Khi ngừng phát, phải tiễn họ về Thưa Sư Phụ, về cơ bản chúng con hiện nay nhà nhà cũng đều phát cả ngày lẫn đêm liên tục không ngừng Cũng tốt Vậy cũng tốt Chỉ tốt nhất là buổi sáng mời họ đến Buổi tối hồi hướng Hồi hướng, đúng, không sai Như vậy thì tương đối có lễ phép Như vậy được, vậy là hồi hướng là được rồi, đúng vậy Hồi hướng cũng chính là ai về chỗ đấy rồi Thưa sư phụ, trong tịnh độ Thánh Hiền Lục có ghi chép rất nhiều câu chuyện giảng sanh của động vật Động vật chúng làm sao có thể tin là có Phật Có thế giới cực lạc, ra à? Con người chúng ta có rất nhiều người không tin Có những con vật nghe được danh hiệu Phật Nó biết khóc Có những con vật thậm chí còn ăn chay Thưa Sư Phụ, Ngài nghĩ sao về việc này ạ? À? Kiếp trước chúng là người Kiếp trước chúng tu hành rất tốt Vì một niệm sai lầm lúc lâm chung Nên đọa vào được xúc sanh thiện căn phước đức của chúng đều có đủ nghe được danh hiệu phật nhìn thấy người niệm phật lại phật thì chúng cảm động vậy thì danh hiệu phật đã khơi gợi lại ký ức của chúng mà đúng vậy không sai chính là thông tin được lưu lại trong a la di thức à đúng vậy không sai chúng bỗng nhiên ăn chay cũng chứng minh được nhân duyên kiếp trước của chúng phải không ạ à? không sai không sai kiếp trước đều là ăn chay cho nên những việc này nếu không có nhân quả ba đời thì bạn làm thế nào giải thích được đây nhất định là có nhân quả của ba đời thưa sư phụ động vật chúng muốn giảng sanh có giống như loài người chúng ta không vậy giống nhau giống nhau ạ à. vì còn cũng là liên hoa hóa sanh liên hoa hóa sanh ạ à. đúng vậy vì chúng niệm phật thông qua cái gì chúng thông qua duyên của bản thân chúng duyên của động vật ạ à. không sai không sai thưa sư phụ con nhớ có một lần khi đi phóng sanh có một con chim không ổn lắm con liền lấy tay vuốt ve nó khi chúng con niệm phật nó há miệng ra giống như chúng con vậy có phải là đang niệm phật không ạ à? đúng vậy niệm phật chung với chúng con nó cũng đang niệm phật ạ à? đúng vậy thưa sư phụ hiện tại con biết là động vật trên trái đất bị giết hại nhiều như vậy một năm là 330 0,7 tỷ Nhiều động vật như vậy Oán khí nặng như vậy Chúng muốn báo thù chúng ta Muốn tạo ra tai nạn Hoặc muốn tạo ra những căn bệnh cho người Đã giết hại chúng Có thể là Những tai nạn kỳ lạ Những căn bệnh quá ác Tức là Chúng khiến cho họ Bị các loại bệnh đau khổ Các loại tai nạn Xin sư phụ từ bi khai thị Con muốn là Tại nơi đây Ngài có thể từ bi khai thị Cho các loại động vật được không Nghĩa là làm thế nào Để có lợi ích cho chúng Xin sư phụ nói với chúng báo thù như vậy Không phải là cách Đúng vậy Nghe kinh rất có lợi ích Mà có khi con người Thật sự còn không bằng những loại động vật này Vì chúng tạo nghiệp ít Con người tạo nghiệp nhiều Nghiệp rất nặng Chúng có linh tánh Không phải không có linh tánh Đỏ vào đường xúc sanh đó vào đường ngã quỷ Những việc trong kiếp trước Chúng đều có thể nhớ Vì vậy Nhất định phải dùng ý niệm thiện, phải dùng tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh. Người học Phật xem tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát. Bồ Tát kiến Bồ Tát dáng, đều xưng hô như vậy là tôn trọng chúng đúng vậy, chúng ta tôn trọng chúng. Chúng nghe rồi rất vui, rất thoải mái vì từ trước đến giờ không ai gọi chúng là bồ tát bạn gọi chúng là bồ tát chúng sẽ không làm phiền bạn nữa chúng cũng sẽ không làm hại mình đúng vậy chính là như vậy cho nên chúng ta tôn trọng chúng thì chúng sẽ tôn trọng chúng ta sẽ hợp tác hỗ trợ và không gây trở ngại với nhau mọi người cùng nhau tu tập chúng ta niệm phật chúng cũng sẽ niệm theo Chúng ta nghe kinh thì sao ạ? Chúng ta tụng kinh nghe kinh chúng cũng nghe theo Thưa sư phụ Chúng tìm những chúng sanh có duyên với chúng đúng không ạ? À? Đúng vậy Thật vậy ạ? Đúng vậy Ngộ nhớ người này Tức là người đã giết hại chúng trong quá khứ Chúng luôn đi theo anh ta Anh ta cũng không tin Phật Anh ta cũng không có tín ngưỡng tôn giáo Vậy thì anh ta phải làm gì ạ? À? Vậy thì tương đối phiền phức Chúng đợi trả thù Chúng chờ cơ hội Cơ hội chính là lúc phước báo của anh ấy hưởng hết rồi Lúc đó chính là cơ hội trả thù đã đến rồi Chúng có thể như thế này không thưa sư phụ Thí dụ nói chúng theo người không có tín ngưỡng tôn giáo Nhưng hôm nay Ngài giảng những đạo lý này Chúng hiểu rõ rồi Chúng có thể đến chùa biếu Có thể đến các đạo tràng Chúng đến nghe kinh, nghe pháp Đúng không ạ? À? Chúng nên làm như vậy? Có Những chúng sanh làm như vậy Cho nên đạo tràng có cúng các bài gì như vậy chính là mời chúng đến đúng không ạ à? không sai không nên có sự phân biệt nếu không thì chúng sẽ không đến ạ à? đúng vậy thưa sư phụ khi chúng con đi chợ cũng có lúc đi siêu thị nhìn thấy các con vật sắp bị giết chết chúng con cần phải làm như thế nào ạ à? phải niệm tam quy y cho chúng niệm phật cách thức niệm tam quy y như thế này quy y Phật không đọa địa ngục quy y Pháp không đọa ngạ quỷ quy y Tăng không đọa bàn sanh Bàn sanh chính là xúc sanh Niệm ba lần như vậy Sau đó niệm a di đà Phật a di đà Phật Ít nhất là niệm bảy tiếng danh hiệu Phật Niệm bảy tiếng danh hiệu Phật Sau đó khuyên chúng cầu sanh tịnh độ Đừng làm thân xúc sanh nữa Mọi người thường nói Đối với một người nào đó Anh tốt với tôi quá Kiếp sau tôi có làm trâu làm ngựa Tôi cũng phải báo đáp ơn của anh Nhưng có người nói rằng Không thể tùy tiện thề tốt như vậy Nếu không kiếp sau thật sự phải làm trâu làm ngựa đó Thưa sư phụ có phải là như vậy không ạ Điều này cũng không nhất định Điều này là do ý niệm cuối cùng Đi đến đường nào là do ý niệm cuối cùng Ý niệm cuối cùng chính là bước ngoặt quan trọng nhất Quyết định kiếp sau bạn sinh vào nơi nào Nếu ý niệm cuối cùng là niệm Phật Thì họ sẽ đến thế giới cực lạ Niệm cuối cùng là tâm tham Thì đọa vào ngạ quỷ Niệm cuối cùng là sân hận Thì đọa vào địa ngục Hồ đồ ngu si Cái gì cũng không biết Thì rất dễ dàng đọa vào được súc sanh Thưa sư phụ thực ra con nghĩ Anh ta cũng chỉ là một câu nói khách sáo vậy thôi Chứ thật sự lúc lâm chung anh ta tuyệt đối không muốn làm trâu làm ngựa à Đúng, không sai Không sai Thưa sư phụ, khi chúng ta giết động vật Chúng hận chúng ta như vậy Lúc Ngài giảng kinh thường nói là Tâm sân hận sẽ đọa địa ngục Vì trong khoảng thời gian chúng ta giết chúng Chúng vì đau đớn, vì hận con người mà khởi tâm sân hận vậy thì nhất định chúng sẽ vì thế mà bị đọa địa ngục con cảm thấy thật là oan uổng cho chúng quá đúng vậy chúng vốn đã bị tổn hại rồi kết quả là vì khởi tâm sân hận mà chúng lại bị đọa địa ngục đúng vậy cho nên con người thật sự không nên làm việc này đúng vậy cho nên tốt nhất là con người không nên ăn thịt chúng sanh không nên ăn thịt chúng sanh thưa sư phụ hôm qua Ngài nói Thích Ca Mâu Ni Phật thấy một tổ kiến đã nói là mấy vị Phật đã ra đời rồi mà chúng vẫn còn làm thân con kiến. Xin hỏi sư phụ có phải tất cả loài động vật đều như vậy không ạ? À? Có loại chấp trước cũng có loại tương đối khá hơn. Nhưng chấp trước chiếm đa số, chấp trước chiếm đa số ạ, à? chiếm đa số. Theo tài liệu của Liên hiệp quốc, tỷ lệ người mắc bệnh tim và bệnh ung thư ở trung quốc không ngừng tăng lên một cách nhanh chóng ở những khu vực gian biển thực phẩm hải sản vô cùng phong phú người mắc bệnh ung thư thanh quản ung thư đại tràng rất nhiều xin hỏi sư phụ đây có phải là do dân cư gian biển họ thường ăn các loại chúng sanh sống dưới biển mà dẫn đến như vậy không ạ à? đúng có liên quan người hồng kông họ thích ăn nhất là tổ yến một năm khoảng 17 triệu tổ yến Đây là số lượng được đăng trên báo Đúng vậy Rất nhiều chim non bị giết chết Sư phụ có nghĩ là Những người lấy tổ yến này Và người ăn tổ yến Sẽ phải chịu quả báo như thế nào à? Đều sẽ bị quả báo Đều bị quả báo à. Đúng vậy Thưa sư phụ Trước đây con nghe bà nội của con nói nếu đâm thủng tổ của chim sẻ thì sẽ bị vợ con ly tán gia đình sẽ bị phân ly tan đàn sẻ nghé, ngài nói có đúng không ạ à? đây chính là quả báo bạn khiến cho chúng gia đình ly tán thì bạn sẽ bị quả báo như vậy không cần chúng đến trả thù đây gọi là tánh tội là tánh tội á à. tánh tức là cái tâm cái ý nghĩ này của bản thân loại hành vi này là tạo tội là tạo tội Thiếu nợ là gì khác Oan oan tương báo cũng là một loại báo ứng Một sự việc có rất nhiều báo ứng ở trong đó Khi con người tạo tác, họ không biết Người bây giờ họ cũng không tin Lúc chúng tôi còn nhỏ Làm gì như vậy thì người lớn liền dạy bảo La mắng, xử phạt ngay Người lớn hiện tại họ xem như không có việc gì Trẻ con chúng cho là Làm như vậy là bình thường Không biết được Nhân quả báo ứng Thưa sư phụ con nghĩ là Cả đời này của họ phá tổ của chim Khiến cho chúng không có tổ để về Vậy thì kiếp sau họ chắc chắn cũng không có nhà Không sai Ngành chăn nuôi tiêu hao nguồn nước rất nghiêm trọng Con nghe là Nhà khoa học nói là Con người chúng ta muốn ăn bốn cái bánh hamburger Thì lượng nước tiêu hao đó có thể cung cấp cho một người tắm mỗi ngày Trong vòng một năm Hơn nữa Lượng nước cần phải dùng để nuôi một con bò Có thể làm cho một con tàu chiến nổi lên Hiện nay toàn cầu có khoảng 1,1 tỷ người không có nước sạch để uống Mỗi ngày có 6.000 trẻ con chết vì uống nước bị ô nhiễm Nhà khoa học cũng nói là Loài người răng dài thích hợp cho việc ăn chay. Ruột của con người dài gấp 12 lần chiều dài cơ thể Giống với loại động vật ăn cỏ axit trong ruột của động vật ăn thịt Gấp 20 lần so với con người Cho nên con người không thích hợp tiêu hóa thức ăn thịt Đúng không ạ? hiện nay tiết mục đặc sắc và thu hút khán giả của các đài truyền hình là chương trình ẩm thực người dẫn chương trình rất nhiệt tình giới thiệu với mọi người thịt này phải chiên như thế nào ăn ra làm sao thơm ngon ra làm sao chiên hầm thế nào dù thế nào thì cũng là các cách chế biến đủ loại đủ kiểu sau đó thì đi đến đâu đường lớn hẻm nhỏ vấn đề mọi người bàn luận là bà biết món thịt đó nóng như thế nào không cần phải luộc nó trước rồi để ráo sau đó đem chiên Chiên xong rồi thì hầm Hầm rồi thì lại dân dân và dân dân Toàn là như vậy Nói một cách say xưa hấn hở Có khi chương trình ẩm thực đó Giới thiệu làm cho người ta thèm chảy nước miếng Nhưng con cảm thấy là không ai nghĩ đến các con vật Cũng thật sự chảy nước mắt đầm đìa Đúng vậy Thưa sư phụ Nghe nói Dạy người khác làm thức ăn mặn Họ cũng có quả báo đúng không ạ? À? Có Đúng Đều là quả báo địa ngục Đều rất đáng sợ Nhất định phải có trách nhiệm với những gì họ nghĩ, họ nói, họ làm. Nhất định phải có trách nhiệm, phải có trách nhiệm. Họ đang dụ dỗ mọi người sát sanh, không sai. Cho nên oan hồn của các con vật này cũng sẽ không tha thứ cho họ. Thưa sư phụ, xin ngài nói cho chúng con nghe về nhân duyên ăn chay của ngài đi ạ. À? việc tôi ăn chay tôi đã từng nói qua vài lần rồi tôi ăn chay là vì sau khi biết được sự thật này lúc đầu tôi ăn chay là vì cảm thấy thức ăn chay rất có đạo lý chính là đảm bảo vệ sinh bảo vệ tính tình bảo vệ tâm từ bi tôi cho rằng loại thức ăn này rất tốt người bình thường không nghĩ đến điều này Phật có thể nghĩ được. Sau này khi đọc kinh Địa Tạng thấy được nhân quả, thì tôi hoàn toàn ăn chay. Trên kinh Địa Tạng có nói đến quả báo, có việc săn bắn. Cha của tôi là một người rất tốt, có điều ông rất thích săn bắn. Cho nên khi tôi còn nhỏ Sáng sớm thức dậy theo ông đi săn Thưa sư phụ Ông ấy là thợ săn à Ông ấy là quân nhân Quân nhân Quân nhân có súng Ông ấy quản lý vũ khí Cho nên súng đạn rất nhiều Vì thế nên trong nhà chúng tôi Có bảy tám cây súng dài ngắn khác nhau Mỗi ngày đều đi săn Cho nên trong thời kỳ kháng chiến Cơm nước của chúng tôi rất ngon Nhưng sau cùng quả báo hiện tiền Ông ấy chết vì bệnh điên Đây chính là quả báo của việc săn bắn Nhìn thấy núi thì chạy lên núi Nhìn thấy nước là chạy xuống nước Chúng tôi bắt cá Dùng thuốc nổ để giết cá Nó thật sự là rất kinh khủng Đúng vậy Thuốc nổ đó vừa để xuống nước Thì mấy ngàn con cá nổi lên tôm cá đều chết hết Đúng vậy, chèo thuyền nhỏ đi chết vậy Dùng thuốc nổ Đúng, thuốc nổ Lúc chúng tôi còn nhỏ Làm những việc như vậy Vì vậy khi đó hối hận không kịp Tôi nhớ lại bộ dạng của cha tôi khi chết Hoàn toàn giống hệt trong kinh địa tạng nói Mới biết đó là quả báo Vì thế nên tôi cũng không dám làm nữa Hoàn toàn hiểu rõ rồi thưa sư phụ diễn viên chúng con vì muốn làm đẹp có những người đặc biệt là những diễn viên có khả năng gì kinh tế mỗi năm đều đến thụy sĩ tiêm dương thái tố sau khi tiêm xong thì trẻ ra qua một năm lại phải đi tiêm là chỉ vậy dương thái tố là dây con từ trong bào thai của dây mẹ trong đó có rất nhiều dinh dưỡng lấy gì con ra Ngày nghĩ điều này có quả báo hay không mà Đương nhiên là có quả báo Họ chẳng khác gì lấy những thứ dinh dưỡng nhất của người ta Làm ra đi bôi lên trên mặt của mình đúng không mà Đúng vậy Bạn có thể đẹp được vài ngày Nhưng hậu quả thì không thể tưởng tượng được Đó không phải là cái đẹp chân thật Đó là giả Đó là giả, không phải là thật Cái đẹp chân thật là gì? đó là thiện tâm tướng tùy tâm chuyển bạn hiểu rõ đạo lý này hạ tất phải tốn tiền oan uổng như vậy tâm bạn tốt thì tướng sẽ tốt tướng mạo của phật bồ tát không phải là do diện thẩm mỹ hóa trang mà là tâm thiện biến hiện nên nhất định phải hiểu đạo lý này Thân thể khỏe mạnh cũng như vậy Tâm tánh thiện lương Thân thể sẽ khỏe mạnh Vì sao vậy? Tất cả những tế bào mang bệnh độc này Tâm từ bi Tâm chân thành Đều có thể làm cho chúng hồi phục lại Bình thường Bệnh đều là do bất bình thường Tự tư tự lợi là không bình thường rồi Tham sân si mã nghi là không bình thường Lại thêm tâm trạng oán hận náo nộ phiền đây là không bình thường tướng mạo của bạn thân thể của bạn đã tệ hơn rồi con cũng có cảm giác như vậy trước đây khi con còn chưa ăn chay vẫn còn ăn thịt trên mặt con mụn cám to rất nhiều người ta thường nhắc con cô phải dưỡng da cho tốt cô là diễn viên cô dựa vào khuôn mặt mà kiếm tiền tại vì sao cô không quan tâm gì hết vậy sau đó khi con ăn chay Họ đều hỏi là cô ăn gì vậy Còn nói tôi ăn chay Họ lại hỏi Cô còn ăn thêm gì nữa không Có phải ăn nhân sâm hay không Còn nói Không có ăn Chỉ là ăn đậu phụ Rau xanh thôi Mà da của con ngày càng mịn mà Không xài Hơn nữa tất cả mọi người đều nói Chị Gia Lệ à Sao bây giờ chị lại trẻ như vậy Con nói ăn chay quả thật là rất tốt Là cách làm đẹp tốt nhất Không xài Có khi con khuyên người bên cạnh ăn chay Có người hỏi ngược lại con như thế này không để thực vật không có sinh mạng hay sao Có ăn rau xanh qua quả cũng là sát xanh vậy Lại có người nói Ăn thịt nghĩa là phóng sanh thực vật Thưa sư phụ, ngài nói xem à Đây là lý luận sai lầm Là lý luận sai à Đúng vậy Tóm lại mà nói Con người phải có tâm từ bi Có tấm lòng yêu thương Bạn thật sự có tấm lòng yêu thương Bạn không nỡ nhẫn tâm ăn thịt của chúng sanh cho nên khi tôi giới thiệu với người bình thường tôi không nói nhân quả nói nhân quả họ không tin họ nói tôi hù dọa họ tôi nói với họ về tâm từ bi điều này mọi người đều có thể tiếp nhận bạn hiểu đảm bảo vệ sinh quan trọng nhưng lại không nghĩ đến bảo vệ tính tình càng không nghĩ đến việc bảo vệ cái tâm này thường có người nói với con là Thịt cô cũng không ăn Rượu cũng không uống Cuộc sống của cô còn có gì thú vị nữa chứ Họ cảm thấy như vậy Có khi Chúng con mời khách rất nhiều người nói Món này ăn không được Gọi món ăn mặn đi Món ăn mặn là thịt cá gà vịt Họ cho rằng đây mới là có dinh dưỡng Hàng xóm nhà con có một gì nọ Chồng của chị bị bệnh khắp người Sau đó dì ấy khuyên chồng Ông đừng ăn thịt nữa Ông nên mau mau bỏ ăn thịt đi Có được không Ông ta trả lời Vậy tôi không phải giống như người chết rồi sao Và để tôi tắt thở trước rồi mới bỏ ăn thịt Người trong nhà ăn chay Rất nhiều người già vẫn nói như vậy Còn không ăn thịt cũng không sao Nhưng phải để cho con cái của mình ăn thịt Chúng nó còn nhỏ Cơ thể đang phát triển Nhất định phải ăn thịt để bồi bổ thêm chất dinh dưỡng chứ Thưa sư phụ, dinh dưỡng con người Nhất định phải từ trong thịt hay sao Đây đều là quan niệm sai lầm Quan niệm sai lầm, đúng vậy Họ không có sự hiểu biết Vì chân tướng sự thật Nếu hiểu rõ chân tướng sự thật Thì sẽ không như vậy Có rất nhiều người ăn chay từ trong bụng mẹ Cơ thể hiện tại rất khỏe mạnh Đúng vậy Không phải là đã được bao nhiêu tuổi Giống như chúng ta khi gặp được Phật Pháp Thì lúc đó mới biết ăn chay Nhưng sau khi đã thật sự hiểu rõ lợi ích của việc ăn chay Thì mới biết là ăn chay rất khỏe mạnh Thật sự là rất khỏe mạnh Thật sự rất khỏe mạnh Vì khi động vật bị giết Có con nào mà vui vẻ mang thịt của nó cúng dường cho bạn chứ Làm gì có Chúng đều oán hận, đều là thù hận Đều là mạnh được yếu thua mà Nói cách khác Chúng đều muốn báo thù Thường hay có người bên cạnh Khuyên con là Rượu thịt chỉ trôi qua ruột thôi Phật tổ ở trong tâm Họ còn nói tế công còn ăn thịt mà Thì bạn cứ ăn đi Đúng, nếu bạn là tế công thì được Bạn không phải là tế công Thì bạn không có bản lãnh này Ngài ăn thịt có thể siêu độ chúng sanh mà Ngài ấy có thể siêu độ à Đúng vậy, Ngài có khả năng này Bạn không có khả năng này Bạn xem rất nhiều người giống tế công như vậy Khi Ngài ăn thịt chúng sanh Ngài có thể nhả ra đều là còn sống và chạy đi mất Bạn có khả năng này hay không? Điều này trên Kinh Phật có ghi chép lại Pháp Sư Bảo Hương ở Tứ Xuyên Thời đại của vua Trương Võ Đế Bảo Chí Công Đạo tràng của Bảo Chí Công ở núi Đông Thiên Mục Ồ, là núi Đông Thiên Mục ở Hàng Châu Đúng rồi, chính là núi đó Đó là đạo tràng của Bảo Chí Công Có một người ở Tứ Xuyên Đến thăm Bảo Chí Công Bảo Chí Công liền hỏi anh ta Bảo Hương Pháp Sư ở chỗ các anh Có quen biết hay không? Dạ, có quen biết Khi về cho tôi nhắn gửi một câu cho ngài ấy Rồi ngài hỏi anh ta Nhan ở Tứ Xuyên có đắt tiền hay không À ta nói không đắt tiền Rất rẻ Rất rẻ tiền à Bảo Chí Công nói Vậy thì có thể đi rồi Người này khi về đến Tứ Xuyên Thì Bảo Hương Pháp Sư liền hỏi anh ta Có gặp được Ngài Bảo Chí Công không Dạ gặp được Ngài ấy nói gì Ngài ấy hỏi tôi nhan đắt hay rẻ Tôi nói Rất là rẻ tiền Ngài ấy nói vậy có thể đi rồi Bảo hư Pháp Sư liền duyên tịch Ý của Ngài ấy là gì vậy à Bảo hư Pháp Sư ở nơi đó Người bình thường không xem trọng Ngài Ngài ấy thật sự là cao tăng đắc đạo Vì vậy khi Ngài đi cũng biểu diễn một phen Mời tất cả mọi người đến ăn cơm Khi ăn cơm Thịt cá, gà, vịt đều có Ngài ăn rất nhiều Sau khi ăn xong ở trước miếu có hồ phóng xanh để mở to miệng ra chim cá đều chảy ra biểu diễn cái bản lĩnh này lúc đó mọi người mới biết đây là thánh nhân chứ không phải là phạm phu biểu diễn xong thì yên tình nếu có bản lĩnh này thì được rồi không có bản lĩnh này thì không thể được thật sự siêu độ thì khi ăn già bụng rồi Nhả ra đều là còn sống cả Khả năng này người bây giờ làm sao có được Đúng vậy Trong cao tăng truyện có kể câu chuyện này Con cảm ơn sư phụ Thưa sư phụ Có người muốn ăn chay Cũng muốn phóng sanh Nhưng lại bị các nghịch duyên chướng ngại Không thể làm được Còn nếu như làm được Thì cũng rất đau khổ khó khăn Sư phụ nói đây là nguyên nhân gì ạ? À? Đây là chướng duyên Chướng duyên Đây là nghiệp chướng Nhưng bản thân kiên trì Thì sẽ phá trừ được, được thôi hai hôm trước có một người bạn nói với con anh ấy nói tốn biết bao nhiêu sức lực mới có thể khiến cho con trai của anh ấy ăn chay kết quả là khi đến bệnh viện khám bệnh bác sĩ nói cậu không thể cậu ăn chay không đủ dinh dưỡng mà còn muốn ăn chay gì nữa chứ đây cũng là đây là quan gia trái chủ vì bác sĩ đây là quan gia trái chủ của cậu ta đúng vậy không sai ông ta chướng ngại thiện pháp của cậu ấy Lương Dị Tư thiên tài điền kinh nổi tiếng của Trung Quốc là người ăn chay. Anh ấy cho là ăn chay giúp cho anh ấy nâng cao thành tích của mình. Nơi có người sống thọ nhất trên thế giới là Ba Mã thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nơi này mỗi năm chỉ giết heo một lần nhân dịp năm mới. Tỷ lệ người già trăm tuổi cao nhất Trung Quốc ạ à? Nhà khoa học nói phần lớn thức ăn thịt dẫn đến nguy cơ thiếu tốn lương thực của con người. Một phần ba lương thực sản xuất ra trên toàn thế giới hiện nay đều cung cấp cho ngành chăn nuôi. Thiếu tốn lương thực tạo thành bi kịch Mỗi ngày có 25.000 người lớn và trẻ em bị chết đói Có một tỷ người khổ vì đói và suy dinh dưỡng Có cách nào tốt để giải quyết vấn đề này không ạ? À, thưa Sư Phụ Đây cũng là câu nói mà Phật đã nói Từ khi chúng sanh không ăn thịt nữa Từ khi chúng sanh không ăn thịt nữa đúng vậy Nhiều người còn không đủ ăn Lại mang nhiều lương thực như vậy để nuôi súc vật Đây chính là nguyên nhân tạo nên Sự đói khát, tai nạn Con người không nên ăn những con vật này Hai ngày trước khi con đang thu thập tài liệu có một nhà khoa học nói là con người lãng phí lương thực vào ngành chăn nuôi nếu không mang những thức ăn đó để cung cấp cho chăn nuôi thì hoàn toàn có thể cung cấp đầy đủ lương thực cho loài người trên toàn thế giới mà vẫn còn dư rất nhiều đúng vậy đều là gì để thỏa mãn sự tham ăn tham uống mà đúng không sai cho nên khiến cho rất nhiều người bị chết vì đói không sai Hiện nay có rất nhiều người nhắc đến lời tiên đoán về kiếp nặng 2012 của người Maya. Rất nhiều người xem trên phim ảnh hoặc trò chuyện thường ngày đã thể hiện ra hai loại biểu hiện như sau. Một loại người nói, các người đưa tin đồn nhảm là mê hoặc mọi người. Tại vì sao lại nói chuyện này hoài vậy? Ăn no không có việc gì làm sao? Một loại người khác thì nói, tai nạn sắp đến rồi, nhanh lên, mau vui chơi đi, không còn bao nhiêu ngày nữa đâu. Nên vui chơi hưởng thụ, đáng vui chơi hưởng thụ cho hết mình tư sư phụ đối với tin đồn nhảm và phản ứng như vậy Chúng ta cần phải làm thế nào Chúng ta niệm Phật Chúng ta mặc kệ những việc này Những cách nói về nạn kiếp này quá nhiều Lời tiên đoán của người Ma Gia Là một trong những cách nói đó Rất nhiều Những tin tức này Mặc kệ nó Là thật cũng tốt Là giả thì cũng tốt Chúng ta đều xem nó là việc tốt Tại vì sao lại có cách nhìn như vậy? Nâng cao tâm cảnh giác của chính mình Cố gắng niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Có nghĩa là chúng ta biết trước được ngày giờ Chúng ta biết được ngày nào mình phải đi Bản thân nhất định phải thành tựu công phu niệm Phật của mình trước Đây không phải là việc rất tốt hay sao? Tăng thêm thượng duyên là tăng thượng duyên mà Nó không phải là việc xấu Nếu không có kiếp nạn Không có thì càng tốt Cũng không tệ cho nên Không cần phải tuyên truyền Tuyên truyền khiến cho tâm của mọi người Trong xã hội bất an Điều này không tốt Điều này không phải là việc chúng ta nên làm Nhưng bản thân chúng ta phải cố gắng niệm Phật Cố gắng niệm Phật là được rồi Đúng vậy Cố gắng mang hai chữ tu hành Tu là sửa chữa cho đúng Hành là hành vi Tu là sửa cho đúng Hành là hành vi Đúng vậy Hành vi của chúng ta sai rồi Mang nó sửa lại cho đúng Đó gọi là tu hành Hai chữ này phải hiểu cho rõ ràng Hiện tại có rất nhiều người hiểu không rõ ràng Là mê tín Tư tưởng của chúng ta sai rồi Sửa lại cho đúng Đó gọi là tu hành về ý nghĩ Lời nói của chúng ta không đúng Nói sai rồi Sửa lại cho đúng Đây là tu hành về khẩu nghiệp Chúng ta hành động Bạn thấy hành động sát sanh là sai rồi Chúng ta từ nay vì sao không làm việc này nữa Đây là tu hành về thân Thân khẩu ý bất thiện Không nên làm bạn đã biết rồi Tất cả đều sửa lại cho đúng Nó gọi là tu hành Điều này rất là quan trọng Người bình thường đều biết tu phước tu quệ quan trọng Nhưng tu phước tu quệ lớn nhất Có năng lực nhất Có hiệu quả nhất Không gì bằng niệm câu a di đà Phật Điều này thì rất nhiều người không biết Người niệm a di đà Phật là phước quệ song tu Phước huệ song tu Phước huệ sông tu Tại vì sao chúng ta lại không làm chứ Thưa sư phụ Tại đây con muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện Chiều ngày 28 tháng 11 năm 2003 Có một người họ lưu Mua ở chợ một con chó đã chết Sau đó thì mang về xưởng để nấu ăn Nhà ăn nấu một nồi thịt chó chuẩn bị cho hơn 30 công nhân để thay đổi khẩu vị vào bữa ăn tối. Sau đó, có một bầy chó vừa mới xanh được dẫn vào nhà ăn. Có một người công nhân thấy con chó con vào thì quăng một miếng thịt cho nó ăn. Lúc này, con chó mẹ Sai Hưu đột nhiên xông qua dùng hai chân giữ chặt miếng thịt đó trên đất. Thái độ nhân từ đối với con của nó thay đổi hẳn đi. Nó phát ra tiếng gừ gừ dữ tận đối với con chó con không để cho chúng ăn một con chó con chạy đến gần mẹ muốn làm nũng thì bị Sai Hu tát cho một cái văng qua một bên thế là mấy con chó con chạy trốn hết khi chó con rời khỏi Sai Hu kêu lên mấy tiếng với miếng thịt chó trên đất nhưng mấy chục người công nhân này không ai để ý đến nó vẫn tiếp tục chuẩn bị ăn thịt chó thấy mọi người không có phản ứng gì cả Sai Hu nôn nóng nó chạy tới chạy lui nhìn thịt trong nồi tiếp tục kêu lên những người công nhân này cho rằng sai hu muốn ăn thịt nhiều hơn nên lại gấp thêm vài miếng cho nó sai hu kẹp thịt dưới móng vuốt vẫn không ăn ra sức kêu lớn tiếng hơn thế là mọi người mặc kệ nó sai hu thấy trong nhà ăn công nhân đến ngày càng đông lại tập trung bên nồi thịt chờ ăn nó kêu càng ngày càng lớn tiếng hơn thảm thiết hơn đối với thịt ở trong nồi thấy mọi người vẫn không có phản ứng sai hu nhảy tót lên khỏi mặt đất rồi phát ra tiếng kêu càng thê lương kéo dài. Nghe tiếng kêu của mẹ, bốn con chó con chạy xong vào. Say hưu dùng chiếc mũi ướt ướt của mình, hôn bốn đứa con, rồi dùng lưỡi liếm con chó nhỏ nhất. Để nhất, liếm sạch những vết bẩn trên người của nó, rồi nước mắt chảy đầm đìa. Sau đó, nó xông đến trước mặt mọi người, dùng đầu ra sức tông vào chân của mọi người. Nhưng không ai hiểu được ý của nó Đột nhiên Sai Hu ngồi xuống đất Vừa khóc vừa kêu thảm thiết Sau một tiếng kêu dài thê thảm Sai Hu ăn hết ba miếng thịt ở trên đất Lát sau Sai Hu ngã lăn ra đất cửa quậy Có giật một cách đau đớn Rồi mắt tay miệng của nó chảy máu Khóc mà chết Cuối cùng Khi đi chôn nó Có hơn một trăm người đội mưa Đưa tiễn Sai Hu những người được cứu Khóc như mưa vậy Sau đó họ đốt pháo để đưa tiễn nó Cảnh tượng đó vô cùng cảm động Còn có mang thêm một bức ảnh Đây là mọi người vì con chó sai hưu tình nghĩa này Mà đã lập mộ cho nó Thưa sư phụ, nghe xong câu chuyện này Thịt này có độc Nhất định là có độc Đúng không sai nó biết được nó biết con vật đó quả thật là rất nhạy mỗi con vật nhạy hơn chúng ta nó có thể ngửi thấy được ngửi được món thịt này nhất định là không bình thường người ăn vào sẽ chết con cảm thấy nó nó đến để cứu người thưa sư phụ nó dũng cảm nghĩa khí như vậy nó là Sư phụ nói trong loài động vật có bồ tát không à? Có. Nó biết được điều này. Những con chó con muốn ăn, con nào ăn thì con đó sẽ chết. Cho nên nó bảo vệ cho những con chó con và bảo vệ luôn cho người, đúng vậy không sai. Sư phụ con cảm thấy nói rất là dũng cảm. Cuối cùng, chính nó ăn cho họ thấy. Xem họ còn muốn ăn nữa hay không Như vậy sẽ chết Con cảm thấy Con chó bình thường không làm được như vậy Đương nhiên rồi Dương nợ không giống nhau Đúng vậy Nó có duyên với những người này Mấy mươi mạng người Đúng vậy không sai Thật sự là rất đặc biệt Đúng vậy Những câu chuyện về tình thương chân thành cảm động trời đất Của động vật rất nhiều Đem con người so với chúng Thật sự là rất hổ thẹn Đúng vậy Khi con còn trẻ Nghe một người già ở nông thôn Kể cho chúng con một câu chuyện Ông ấy nói lúc đó là Tai nạn thiên nhiên Ba năm ở trong nước Của chúng ta Năm 1960 Lúc này mọi người không còn gì để ăn Lá cây trơ trụi hết Không còn gì nữa Có một gia đình Ông ta có thể dùng kẹp để bẫy động vật Rồi có một ngày Sau khi ông ta đặt kẹp thì ông đi thu gom những cái kẹp đó Ông thấy có một con trồn bị trúng bẫy Ông ta rất vui Vì da của trồn rất đắt tiền Sau đó ông ta giơ tay ra bắt Vừa nắm vào Thì ông ta giật cả người vì nắm phải một bộ da Ông vừa nhìn bộ da vừa thốt lên Trời ơi con trồn vì sao lại bỏ da mà trốn chứ Ông ta liền nghĩ Con trồn không có da này Nhất định sẽ đau chết ở một nơi cách đây không xa Thế là ông lần theo vết máu mà tìm Sau một lúc tìm kiếm thì phát hiện ra con trộm đang trốn ở một cái hang trong một khe núi bên sông. Ông đào cái hang ra xem thì cảnh tượng trước mắt khiến ông ta lặng cả người. Chính là một ổ dột con những còn chưa mở mắt đang nằm trên người chồn mẹ đã lột da và cứng đơ. Chúng đang không ngừng bú vú của mẹ. Ông ta lặng người đi rất lâu trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn vô cùng xúc động rơi nước mắt. Không ngừng nói tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Sau đó ông lấy tấm da đó đắp lên người của chồn mẹ khóc rồi bỏ đi. Từ đó người nông dân già này thề là Dù cho tôi phải chết đói Tôi cũng không đặt bẫy chồn nữa Không bắt động vật nữa Đúng vậy Đúng. Không nên bắt động vật Không sai Nhờ chuẩn bị cho buổi phỏng vấn này Mà con có được những nhận thức rất sâu sắc Trong quá trình con thu thập tài liệu Con cảm thấy Các động vật Bồ Tát này Thật sự là dạy cho con Rất nhiều điều Sư phụ Xem tình cảm sâu sắc giữa mẹ con đồng vật Đặc biệt là tình cảm bạn bè người thân Thậm chí là những câu chuyện cứu người Thật sự rất cảm động Xã hội con người hiện tại Thường hay nghe xung đột giữa mẹ con Sự xung đột thế hệ Xã hội cũ trước đây đâu có nghe những việc như vậy Còn có những hành vi cực đoan Tình cảm ngày càng lạnh nhạt Xin hỏi sư phụ Đây rốt cuộc là như thế nào Tình cảm con người với nhau ngày càng nhạt nhẽo Trong khi tình cảm của con vật lại rất sâu sắc Đây có phải là không bình thường không sư phụ? Không bình thường quả thật là không bình thường Tại vì sao lại không bình thường? Con người đánh mất tình người rồi Đúng vậy Nhân chi sơ tánh bổn thiện Linh tính của con người cao hơn động vật Như vậy không có ai dạy Ở nhà không có người dạy Đến trường cũng không có được dạy Cho nên Họ vốn đã quên việc này rồi điều này phải trách ai đây? là do giáo dục. Vì con người hiện tại từ nhỏ do ai dạy cho họ vậy? Tivi dạy cho họ, mạng internet dạy họ, dạy suốt cuộc đời. Mỗi ngày họ đều tiếp nhận môn học này nội dung trong đó đều là xác đạo dâm vọng xác đạo dâm vọng trở thành quan niệm đúng của họ rồi nên họ tạo ác nghiệp này họ cho đó là bình thường họ không hề có cảm giác đó là tội ác nói tóm lại xét cho cùng thì giáo dục rất quan trọng đúng vậy chính là giáo dục năm đầu dân quốc khi chúng tôi còn nhỏ Thường là người già nói Chúng tôi nghe Ấn tượng rất sâu sắc Nhưng mà 50 năm trở lại đây Không còn ai nói nữa Thời đó Có người dạy Tuy người làm theo không nhiều Nhưng chúng tôi nghe đến quen tai rồi nhỏ hơn chúng tôi hai mươi tuổi họ hoàn toàn không biết vì thời nay không còn ai nói nữa rồi thưa sư phụ những người thuộc thế hệ của phụ thân ngài họ cũng đã được tiếp nhận giáo dục văn hóa truyền thống phải không ạ à? đúng rồi đã có tiếp nhận Đại khái nhỏ hơn tôi khoảng 20 tuổi Thì hoàn toàn không còn nữa Việc này rất đáng sợ Cũng chính là nói Nền giáo dục đúng đắn của chúng ta Đã mất 60 năm rồi Giả lại trong 60 năm này Mọi người tiếp nhận đều là cái xấu Đều là học hư, học sai thời gian này muốn quay trở lại muốn tìm lại thì rất khó khó ở chỗ nào khó ở chỗ không có lòng kính trọng chúng tôi đi học sáu bảy tuổi đi học ngày đầu tiên là ngày mà suốt cuộc đời tôi không thể quên cha và thầy giáo đã biểu diễn cho tôi xem vào trường học Lễ lại thầy giáo Trước tiên thì là lại khổng tử Ở trên điện thờ bài vị của khổng tử Thời đó không có hình ảnh cũng không có tượng Nông thôn rất đơn giản Viết một bài vị là Đại thành chí thánh tiên sư khổng tử chi thần vị Là thờ bài vị này Cha tôi đứng trước tôi đứng sau lại ba lại gặp đầu chín lần trước bài vị của khổng tử thầy giáo đứng bên cạnh bạn học đứng ở hai bên sau khi lại xong cha tôi dắt theo tôi lại ba lại gặp đầu chín lần với thầy giáo chính là lại ba lại gặp đầu chín lần với thầy giáo của mình đây là gì đây chính là dạy tôi tôn sư trọng đạo Cha mẹ tôi đều làm lễ lại Ba lạy gặp đầu chín lần như thầy giáo Tôi có thể không nghe lời hay sao Thầy giáo nhận sự đối xử cung kính của phụ huynh như vậy Họ không chăm chỉ dạy dỗ Thì họ có xứng đáng với phụ huynh hay không So với bây giờ thì không giống nhau rồi Đây không phải là mua bán Đây là tu sư trọng đạo Hiếu thuận với cha mẹ tôn trọng thầy cô là từ chỗ này bà dạy học sinh hiện tại đối với thầy cô không có lòng kính trọng là do phụ huynh đối với thầy cô không còn lòng kính trọng nữa cho nên con cái của bạn học không nên người bởi vì học thánh hiền là từ trong cung kính mà học ra bạn có một phần cung kính thì bạn học được một phần hai phần cung kính thì học được hai phần nếu không có tâm cung kính thì cái gì cũng không học được rồi từ chỗ này thì bạn có thể biết được khó khăn của ngày nay là gì Tuy có thầy cô giáo tốt Nhưng không có học trò ngoan Họ không chịu nghe lời Họ không nghe, họ không học Tôi học triết học với thầy Phương Đông Mỹ Lúc đó tôi đang đi làm Cuộc sống rất khó khăn Muốn nghe giảng Rất có hứng thú với môn học này muốn nghe giảng bài của thầy kết quả là thầy không cho tôi đến trường để nghe giảng thầy nói cho tôi biết trường học hiện tại thầy không ra thầy trò không ra trò bao gồm cả bản thân thầy cũng vậy thầy nói cậu đến trường nghe giảng cậu sẽ vô cùng thất vọng nếu cậu thật sự muốn học thì trường học cũng không có thứ để dạy cho cậu Thầy cô cũng không dạy nữa rồi Vì sao vậy? Không có ai học cả Những điều chân thật thầy cô không dạy nữa Vì sao thầy cô vẫn phải lên lớp? Vì cuộc sống mưu sinh Kiếm một ít tiền lương để sống qua ngày Còn học trò đến lớp để làm gì? Để có bằng cấp Mỗi người đều có mục đích riêng của mình Không phải thật sự là gì học vấn nữa rồi Vì thế tôi mới hiểu là Thầy dạy ở trường cũng là miễn cưỡng Để duy trì cuộc sống Không phải là thật sự dạy học Vậy thì phải làm sao Để cho tôi đến nhà của thầy Chủ nhật hàng tuần 2 giờ đồng hồ Chỉ dạy riêng cho mình tôi Bài học của tôi là học ở nhà của thầy Thưa sư phụ Ngài học ở chỗ thầy Phương Đông Mỹ Ngài có đóng học phí cho thầy Phương không ạ à? Không có, một đồng cũng không có Đây là tinh thần gì vậy ạ à? Thưa sư phụ Người hiện tại đều không thể hiểu được chính là bạn thật sự muốn học thì tôi thật sự dạy cho bạn kiến thức của thầy cô luôn mong có người để truyền lại bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại những thứ mà bạn không có người để truyền lại đến đời bạn thì đoạn mất rồi truyền từ đời này đến đời sau bạn muốn có thể tiếp tục truyền lại người thật sự muốn học thì bạn thật sự dạy cho họ tôi tường như vậy mà học vì thế nên tôi mới hiểu được Đại học trước đây tôi cũng từng dạy qua 5 năm 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 đó cũng là không đủ tư cách Vì người xuất gia dạy ở đại học không nhiều Hình như lúc đó ở Đài Loan tôi dạy ở Hoa Cương Có một vị tỳ kheo ni Vị ấy lúc đó cũng dạy học ở trường Rất ít tư sư phụ ngày thật là may mắn đúng đúng vậy cho nên điều này khiến cho tôi hiểu rất rõ thầy nói lời này rất đau lòng thật sự rất muốn dạy nhưng không có người học không có người học đối với thầy cô không có lòng kính trọng lúc đó tại tư viện tân á ở hồng kông vào năm 1977 tôi đã đến Hồng Kông giảng kinh người kia là viện trưởng của thư viện Tân Á là học trò của thầy Phương người đó nhỏ tuổi hơn tôi nhỏ hơn khoảng 17 tuổi Thưa sư phụ, con mang đến một số bức ảnh Bức ảnh làm con cảm động nhất Chính là con mèo và con chuột này ngài xem những con vật này sống chung với nhau rất hòa thuận, đúng vậy. sư phụ xem con tinh tinh to lớn này với con chó, quả thật là tình yêu thương, bạn bè rất là hòa thuận, đúng vậy không sai. sư phụ xem dưỡng con và chim bồ câu biểu hiện tình cảm của chúng. đây là những hình ảnh không dễ gì chụp được. Rất khó chụp được à Thưa sư phụ Khi xem những con vật bé nhỏ đáng yêu này Con người làm sao lại có thể nhẫn tâm ăn thịt của chúng chứ Con nghĩ là Con muốn xin hỏi sư phụ Ngài cho là con người và động vật Thật sự có thể cùng chung sống hòa thuận với nhau không Hòa thuận chung sống với nhau vốn chỉ là như vậy mà Đừng nói gì khác Khi chúng tôi ở nước ngoài Người nước ngoài không giết động vật một cách bừa bãi. Cho nên những con vật ở nước ngoài thấy người không sợ. Con sóc nhỏ trên cây, bạn để vài hạt đậu phộng trong tay thì nó liền chạy đến tay bạn để ăn. Rất là hữu ái. Vì chúng biết ngài sẽ không làm hại chúng, đúng vậy, sẽ không làm hại chúng. Đây là gì? Chúng đã quen rồi. Chúng biết con người sẽ không làm hại chúng, nên chúng không sợ con người. chúng tôi ở nước ngoài trong sân vườn của chúng tôi từ sớm đến tối chim bay đến liên tục sống rất tự nhiên chúng tôi làm gì để một cái kệ tên kệ bày những cái chầu nhỏ đựng các loại thức ăn của chim chúng đến ăn mỗi ngày sáng tối đều bay đến chúng tôi không để thức ăn thì chúng bay ở đó giống như là đang muốn nói là tôi không có gì để ăn rồi chúng tôi liền thêm thức ăn cho chúng Mời chúng ăn Thật là tốt biết bao Sư phụ yêu chúng Chúng cũng yêu Ngài Đúng vậy Động vật đều như vậy mà Cần phải chung sống hòa tuần với nhau Đúng vậy Không sai Chỉ cần bạn có tấm lòng yêu thương Thì động vật sẽ cảm nhận được Động vật ở phương Đông Không được như vậy Mà vừa đến gần chúng Thì chúng liền bay mất Chạy mất Tại vì sao chúng là như vậy Vì chúng biết con người có sát khí từ trường của người này không tốt mau chạy thôi con biết một câu chuyện có một người sống ở ven biển những con hải âu thường đậu trên vai của anh ta không sai vui đùa trên tay của anh ta không sai sau đó có một hôm anh ta biết được việc này để nói con trai ngày mai con có thể mang gì một con hải âu để ba nếm thử mùi vị của nó như thế nào không anh ta nói được rồi ba con hứa với ba thế là từ đó vì sao khi anh ta đứng ở ven biển hải âu thấy anh ta thì quát một tiếng rồi liền bay đi mất Sư phụ cho rằng có phải là do anh ấy khởi tâm động niệm không ạ? À? Không sai. Hãy ông cảm nhận được từ trường của anh ta không sai. Anh ta sẽ không thể làm gì được nữa, đúng vậy. Tâm của anh ta đã là động tâm cơ sát rồi. Từ cơ của chữ cơ duyên. Khi bạn có ý niệm sát hại, chúng liền biết. Chúng biết gì? Từ trường này không hài hòa. Thưa sư phụ, nghe nói đến từ trường, khi con ngồi ở gần ngài, con cảm thấy từ trường quả thật rất tốt. Thật ra, con là một người Đặc biệt là thuộc loại người Mong có được nhiều lợi ích Suy tính thiệt hơn Khi phỏng vấn Tim con đập rất mạnh Lần đầu tiên phỏng vấn là đề tài Xin đừng giết hại trẻ thơ vô tội Chân của con rung cầm cập Nhưng khi con ngồi gần ngày Cảm giác đó con đã mất đi Con thật sự không biết dùng lời nào để diễn tả cảm giác đó Sư phụ nói động vật chúng cũng có từ trường phải không ạ? À? Có chứ Thực vật cũng có từ trường Đúng vậy về khoáng sản thì sao ạ à? Cũng có Có khi chúng con Tức là nói khi Muốn có một ý niệm không tốt Đối với động vật Thì chúng liền có thể cảm nhận được Từ trường này là sống Cùng lúc sinh ra hỗ trợ lẫn nhau ạ à? Đúng vậy Chỉ cần bạn có ý niệm Muốn bắt chúng Giết hại chúng Hay ăn thịt chúng Thì chúng đều biết Thưa sư phụ Con đã nhớ ra Mấy năm trước con có xem được hai đoạn tin tức Xin báo cáo với sư phụ Một đoạn là Gen của một con chuột Khi xếp thứ tự với gen của một con người Có hơn 90% điểm giống nhau Một đoạn tin khác là Tin mới đây Gen của đất sét Bên bờ sông Hoàng Hà Cũng có hơn 90% giống với gen của con người Hiện tại nhớ lại hai đoạn tin tức này Con muốn xin hỏi sư phụ Đây có phải là biểu pháp của chúng sanh của một thể không ạ? À? Đúng, chính là như vậy vì con người và động vật sông núi đất đá đều là một thể à Không sai đều là một thể Đất cát cũng là một thể à Đúng vậy Thưa sư phụ con cảm thấy điều này thật không thể nghĩ bàn Điều này trên kinh Phật nói rất rõ ràng Vọng tận hoàn nguyên quán Của quốc sư hiền thủ Trước đây chúng ta đã học qua hai lần rồi Đều có băng đĩa lưu hành Đó chính là nói về tất cả sự vật Trong vũ trụ Và mình là một thể vốn dĩ là một thể cho nên không thể không hòa hợp tất cả động vật và mình là một thể mà làm sao có thể không hòa hợp được chứ ngay cả loài lan sói hổ báo cũng đều là một thể bạn xem chú giải hoa nghiêm kinh hợp luận của trưởng giả lý thông huyền ông muốn làm một bộ chú giải kinh hoa nghiêm Ông vào rừng sâu tìm một chỗ yên tĩnh. Trên đường đi gặp một con cọp. Ông liền nói với nó: "Tôi muốn làm một mộ chú giải của kinh Hoa Nghiêm trên núi này. Có chỗ nào tốt hay không? Xin hãy đưa tôi đến đó." Con cọp liền đưa ông đi đến một hang cọp. Ông thấy chỗ này quả thật rất tốt, non xanh nước biếc dọn nhà đi Nhường hang cho ông Đó là cảm ứng Ông ở lại nơi đó Có hai người con gái Đến để chăm lo cho ông Vì ăn ở sinh hoạt hàng ngày Cung cấp cho ông mực bút Giấy nghiêng ông chuyên tâm suy nghĩ ý kinh chưa từng nói chuyện với hai cô gái này bộ kinh chú giải xong thời gian tương đối dài tổng cộng thời gian là một năm hai năm mới viết xong bộ hoa nghiêm hợp luận này sau khi chú giải xong thì không thấy hai cô gái này nữa ông cho là người trong thôn nên xuống núi tìm để cảm ơn họ Nhưng không tìm thấy Hỏi bà con hàng xóm Tả hình dáng của họ Nhưng người trong thôn nói không có người như vậy Cảm ứng không thể nghĩ bà Đó không phải là khoảng thời gian ngắn Chăm lo cho ông một thời gian dài như vậy Nhưng bạn phải hiểu tâm của ông thật là thanh tịnh Chưa từng nói với họ một câu nói nào Câu chuyện này được viết trong lời tựa của ông Hai cô gái này là Đó không phải là người thường Thưa sư phụ Hiện nay Trung Quốc Vì chăn tả gia súc quá mức Đã dẫn đến một phần ba tỷ đất đai bị thoái hóa Nguồn nước có tác dụng giữ khí bị phá hoại Thảo nguyên sau 30 năm sẽ trở thành đồi hoang hoang mạc. 150.000 dân du mục sẽ trở thành những nạn nhân sinh thái. Tất cả chỉ vì chúng ta ăn thịt. Hiện nay, có rất nhiều nơi trên toàn cầu xuất hiện hạn hán trên phạm vi rất rộng. Xin hỏi sư phụ hạn hán là do nguyên nhân gì tạo thành? Đây là ác nghiệp của chúng sanh. Ý niệm bất thiện hành vi bất thiện tạo thành hạn hán và lũ lụt là cùng một đạo lý là do tâm tham đúng vậy hạn hán giống với lũ lụt mà cùng một đạo lý cho nên con người đối với tai nạn này không thể xem là tai nạn tự nhiên đơn thuần điều này vì mặt lý lẽ nó không thông vì sao chị trên kinh phật nói tất cả vũ trụ không ngoài hai dạng sự vật một là sắc hai là tâm sắc chính là vật chất chúng ta ngày nay gọi là hiện tượng vật chất phật pháp gọi là sắc tinh thần ý niệm đây gọi là tâm nói chung là không ngoài hai dạng này nhưng sắc là do tâm sanh sắc từ đâu mà có sắc là do tâm biến hiện ra hiện tại đã được nhà khoa học chứng minh rồi ông plan người đức thầy của einstein cả đời ông chuyên nghiên cứu vấn đề này rút cuộc vật chất từ đâu mà có ông phát hiện ra vật chất là do ý nghĩ biến hiện ra dùng phương pháp giống như trên kinh phật nói gì kinh nói đây là dùng cách phân tích trong kinh phật thí dụ gọi là bụi long trâu long bò xuất thô trên ngọn long trâu có một hạt bụi nó không thể rớt xuống giống như bị hút trên đó gì đó gọi là vi trần nhỏ hạt vi trần này đem nó chia làm bảy phần một phần bảy gọi là bụi long cừu bụi long cừu lại chia một phần bảy gọi là bụi long thỏ càng nhỏ hơn bụi long thỏ chia một phần bảy gọi là bụi nước bụi nước vật chất này ở trong nước nước có khoảng giữa trong đó có khoảng trống nó chui qua chui lại nó không bị cản trở bụi nước chia làm một phần bảy gọi là bụi kim thuộc kim loại kim loại mật độ tuy lớn nhưng xem trong kính hiển vi nó vẫn có rất nhiều khoảng trống ở nơi đó chúng không có trở ngại bụi kim chia làm một phần bảy gọi là vi trần Vi trần ngày nay chúng ta gọi là nguyên tử Thiên nhãn của A-la-hán Có thể thấy được vi trần Vi trần này vẫn có thể chia được Để đem chia một phần bảy gọi là sắc tự cực vi Sắc tự cực vi chính là hạt tử, hạt quắc Trong khoa học hiện nay Cuối cùng nhất, nhỏ nhất gọi là cực vi chi vi Không thể chia tiếp được nữa nhưng nhà khoa học đã tìm thấy cực vi chi vi rồi nhà khoa học gọi là vi trung tử cái này không thể chia tiếp được nữa chia tiếp thì sẽ không còn nữa đây chính là phật nói cái này mà chia thì không còn nữa không còn nữa thì là gì nhìn thấy được gì nhìn thấy là hiện tượng sống chuyển động của ý nghĩ từ đây hiểu rõ vật chất là sự việc như thế nào vật chất là sản phẩm phụ của ý nghĩ trong chúng ta nó không phải là thật Cho nên ông ấy rút ra một kết luận Căn cứ vào nghiên cứu cả một đời của mình Trên thế giới cơ bản là không có vật chất Vật chất là giả, không phải là thật Cơ sở của vật chất chính là ý niệm Cho nên bạn xem trên Kinh Phật Sắc do tâm sanh Cuối cùng kết luận là toàn thể là tâm Toàn thể là tâm, nghĩa là gì? Toàn là ý niệm, Cả vũ trụ là do ý niệm của chúng ta biến hiện ra Toàn thể là tâm Toàn thể là tâm Toàn thể là tâm Tức là toàn bộ đều là ý nghĩ Ý niệm của bạn thiện thì chính là thiên đường Biến hiện ra thiên đường Ý niệm của bạn ác Ác đến cực độ thì biến ra địa ngục Từ đâu mà có Tất cả là do ý nghĩ của bạn tạo ra Thế giới cực lạc là do ý niệm tạo ra Địa ngục A Tỳ cũng là do ý niệm tạo ra Tất cả dạng Pháp đều là do ý niệm tạo ra Ý niệm là chính mình vậy thì cái gì cũng đều là mình cả Cho nên cả vũ trụ và mình Có mối quan hệ cùng một thể Bạn hiểu được một thể Thì thế giới cực lạc a di đà Phật Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Duy tâm sở hiện là hiện tượng Duy thức sở biến những hiện tượng xảy ra biến hóa đó chính là nói ý niệm ý niệm là tất cả hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần sinh ra sự biến hóa do nó làm chủ cho nên tổng kết lại là toàn thể là tâm chính là ý niệm đây chính là nhà phật nói tất cả các pháp đều do tâm tưởng sanh điều này có ý nghĩa rất sâu ngày nay được nhà lượng tử lực học chứng minh rồi Lượng tử lực học có công đức rất lớn đối với Phật Pháp Nếu chúng ta không thấy được báo cáo của nhà lượng tử lực học Thì vấn đề này cuối cùng vẫn còn nghi vấn Vẫn không thể giải thích rõ ràng Trên kinh Phật không dùng khoa học để giải thích Mà dùng công phu thiền định Nhập sâu vào trong thiền định thì có thể thấy được Vì chúng ta không có thiền định nên chúng ta đối với việc này bán tính bán nghi thông qua nhà khoa học thật sự dùng toán học để tính toán có thể có việc này dùng dụng cụ thí nghiệm tinh vi để quan sát phát hiện ra chân tướng sự thật cho nên tai nạn nhà khoa học biết chấn chỉnh tâm và ý nghĩ của con người đúng đắn trở lại thì nạn kiếp sẽ không còn nữa cơ thể bạn bị bệnh nặng nếu thỏa mãn hết rồi thì không còn cách nào nếu bạn còn thỏa mãn thì bệnh này của bạn nhất định sẽ khỏi hoàn toàn là dùng ý niệm không cần dựa vào bất cứ thuốc men gì cho nên tất cả và chính mình là một thể thật sự là một thể Chúng ta hiểu rõ ràng Thì chúng ta chịu bất cứ tổn hại gì Đều không oán trách Vì sao vậy? Răng cắn nhầm lưỡi Lưỡi bị rách rồi Lưỡi có muốn báo thù hay không? Cùng là một thân thể mà Chịu bất cứ oan uổng gì Cũng không sao Vì sao chị? Cùng một thân thể mà Tôi biết, còn họ không biết phật pháp nói đến chỗ tận cùng đây là chỗ sâu nhất của phật pháp nếu ngày nay nhà khoa học không phát hiện ra chỗ sâu sắc này thật sự rất là khó hiểu thật sự thừa nhận toàn vũ trụ với chính mình là một thể tất cả một trăm phần trăm trách nhiệm là do tự mình làm tự mình chịu chính là ý niệm muốn mọi thứ đều tốt đẹp ý nghĩ phải thiện không nên có ý nghĩ xấu ác người khác tổn hại mình người khác giết mình ăn thịt của mình đều phải tha thứ cho họ chúng sanh đều là phàm phu họ đều không hiểu không biết mới sinh lòng oán hận sinh lòng báo thù vì thế người sinh lòng oán hận báo thù thì sai rồi tất cả đều xóa bỏ hết mới là đúng Thuận cảnh thiện duyên Không khởi tâm tham ái Tham ái là phiền não Là sai rồi Ác duyên nghịch cảnh Không khởi tâm sân hận Luôn luôn bảo vệ Tâm thanh tịnh bình đẳng giác Trong kinh vô lượng thọ Đó là bổn tính chân thật của bạn Đó gọi là Phật Tâm thanh tịnh bình đẳng giác phục hồi rồi Thì đó gọi là thành Phật thì đó gọi là thành Phật Thì đó chính là Phật Lúc nãy sư phụ nói Giống như nhà khoa học nói gì Họ nói hiện nay trên trái đất này của chúng ta Có 75 loài động vật Bị tuyệt chủng Những động vật này Cứ 3 tiếng đồng hồ Thì có 3 loài động vật bị tuyệt chủng Trên trái đất đã từng có 5 lần tuyệt chủng Với quy mô lớn 5 lần đều là do tự nhiên Bây giờ trái đất đã đi vào thời kỳ Đại tuyệt chủng lần thứ 6 Nhà khoa học nói là Lần tuyệt chủng thứ sáu này Con người là thủ phạm chính à Đúng vậy Khởi tâm động niệm Trên thực tế thì mỗi lần tuyệt chủng Đều là do con người Đều là do con người Đúng vậy không sai Đều là do con người Nhà khoa học đều cho là như vậy Đều có ý niệm Đều là ý niệm cũng không thể nói là con người Mà chính là cho ý nghĩ bất thiện vậy thí nghiệm về nước của tiến sĩ giang Bụng thắng ở nhật bản thưa sư phụ ông ấy nói nước biết được ý nghĩa của chúng ta động vật cũng giống như vậy biết được sanh tâm đồng niệm của chúng ta đúng không ạ à? không sai theo câu nói này tất cả động vật khoáng vật đều có phản ứng đối với việc sanh tâm đồng niệm của chúng ta như vậy đúng không ạ à? đúng vậy không sai cho nên khi tiến sĩ hugh glenn đến thăm tôi chúng tôi tiếp ông ấy ở đây ông ấy nói ghế chúng tôi ngồi bàn mặt đất đều biết không có vật nào mà không biết Đúng vậy, ông ấy hiểu được điều này Thưa sư phụ, ý nghĩa quan trọng như vậy Vì con niệm Phật, Phật cũng đang niệm con Không sai Chúng ta với động vật, động vật là anh em của chúng ta Chúng ta hiện tại phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc Trước khi lâm chung a di đà Phật Nhất định sẽ đến tiếp dẫn chúng ta Phải không ạ? À? Đúng vậy, sẽ tiếp dẫn, nhất định sẽ đến Một chút cũng không thể nghi ngờ một chút cũng không thể nghi ngờ Một chút cũng không thể nghi ngờ Thưa sư phụ lúc nhỏ gì không biết Nên con đã giết rất nhiều chuồng chuồng Gián nhất là gián Khi con đã trưởng thành rồi Con cũng đã sinh con rồi Con còn dạy cho con của mình thể tổ gián Con phải ra sức dẫm chúng Con đã giết hại rất nhiều gián Thông qua lần phỏng vấn này Con thật sự hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục Gia đình, trường học Giới truyền thông và toàn xã hội hiện nay con cho rằng cần phải xem trọng việc giáo dục sinh mạng và giáo dục nhân quả để mọi đứa trẻ đều có lòng từ bi đối với động vật, nuôi dưỡng thói quen trân trọng, yêu thương, sinh mạng, trân trọng, yêu thương động vật. Hiện tại, thưa sư phụ, con ta thiết xin sư phụ từ bi thọ tam quy cho tất cả những động vật trên toàn cầu và tận hư không khắp Pháp giới. Mỗi ngày tôi giảng kinh, đều hồi hướng cho chúng, đều thọ tam quy cho chúng. tất cả chúng sanh đi trên đất bơi trong nước bay trên trời trên toàn thế giới toàn địa cầu hãy đọc theo tôi lời phát nguyện quy y quy y phật không đọa địa ngục quý y pháp không đọa ngạ quỷ quý y tăng không đọa bản xanh quý y phật không đọa địa ngục quý y pháp không đọa ngạ quỷ quý y tăng không đọa bàn xanh quý y phật không đọa địa ngục quý y pháp không đọa ngạ quỷ quý y tăng không đọa bản xanh quý y phật rồi quý y pháp rồi quý y tăng rồi tất cả chúng sanh linh sau khi quý y phật pháp nhất định phải phát nguyện thề học pháp tạng thề kính tăng già xem phật là thầy nghe lời khuyên dạy của phật tin nhận làm theo mong là mọi người thường nghe kinh thường niệm phật nghe kinh hiểu rõ thực tướng của các pháp niệm phật a di đà phật công đức vô lượng, vô biên, vô tận. Đầy đủ viên mãn công đức của tất cả mười phương ba đời chư Phật Như Lai. Niệm một danh hiệu Phật được tất cả chư Phật gia trì, bảo hộ, nhất định trong một đời này cầu sanh Tịnh độ Thân cận Đức Di Đà Trọn thành Phật Đạo Chúng ta ở thế gian này Thế gian này tuy có khổ, có nạn Đối với người ham học hỏi Thì tất cả đều là tăng thượng duyên lành Chúng ta cùng nhau tu học Thương yêu lẫn nhau Quan tâm lẫn nhau Chăm sóc lẫn nhau Hợp tác lẫn nhau Cùng làm bạn tốt chân thật Cùng tròn thành Phật Đạo Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2012 Chỗ này của chúng tôi Tuy là rất nhỏ Đạo tràng rất nhỏ Nhưng mỗi tối đều thọ tam quý y Cho tất cả chúng sanh khỏi âm Thưa sư phụ tôn kính Xin cho phép con thay mặt đại chúng trong xã hội Thay mặt các động vật bồ tát thành tâm cảm ơn sư phụ xin chân thành cảm ơn sư phụ lời cuối leonardo da vinci nhà nghệ thuật trong thời kỳ phục hưng đã từng nói người xem thường sinh mạng thì không có xứng đáng được mạng sống con người quả thật là chúa tể của loài mảnh thú sự tàn bạo của họ vượt qua tất cả các loài động vật chúng ta dựa vào cái chết của sinh linh để tồn tại. Chúng ta đều là nghĩa địa. Tôi đã phát nguyện không ăn thịt khi tôi còn rất nhỏ. Sẽ có một ngày, có người sẽ thấy sát sinh giống như giết người vậy. Nhà viết kịch George Turner đã từng nói, động vật là bạn của chúng ta. Tôi không ăn thịt bạn của mình. Mượn nhân duyên này, tôi xin tại đây thành tâm sám hối. Tôi cũng thay mặt chúng sanh toàn cầu cho đến tất cả các chúng sanh tận hư không khắp pháp giới cố ý hoặc vô ý đã từng làm tổn hại giết hại động vật xin chân thành sám hối chúng tôi thành tâm hướng về các động vật bồ tát bị giết hại nói một câu xin lỗi chúng tôi sai rồi xin hãy tha thứ cho chúng tôi Mỗi sinh mạng của động vật đều giống sinh mạng của mỗi bản thân chúng ta Có máu thịt, có linh tánh Bất cứ sinh mạng nào cũng có quyền được sống Tại nơi đây, chúng tôi thành tâm mong là mỗi người Đều có thể đối xử công bằng với các loài động vật Trời đất sinh ra dạng loài Với tấm lòng từ bi, chúng ta không nên giết hại động vật nữa Tục ngữ có câu, Bệnh từ miệng vào Hóa từ miệng ra Đừng để dạ dày của chúng ta Trở thành nghĩa địa của đồng vật Đồng thời Chúng tôi mong là mỗi người Đều có thể chịu trách nhiệm Đối với tình hình hiện nay Của trái đất Đem sự thật này Nói cho mọi người biết Để cùng nhau cứu ngôi nhà của chúng ta Vì trái đất là ngôi nhà lớn của chúng ta cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vòng tây cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu xanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này tra nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe